Nó cũng khá là dài, tới 92 slide, nhưng mình sẽ cố gắng nói gọn và nói những cái nội dung mà nó có liên quan đến đề thi cử cũng như là ứng dụng trên lâm sàng thôi. Tiếp theo là chúng ta sẽ nói những trường hợp gây mê cho bệnh nhân ngoại trú hoặc là gây mê phẫu thuật trong ngày. Thì đây là một cái khía cạnh cũng rất là mới. Ngành ngành gây mê của chúng ta còn là mới rồi, nhưng mà cái lĩnh vực gây mê phẫu thuật trong ngày nó còn mới hơn nữa. Ở Việt Nam chúng ta, ở miền Nam Việt Nam á, thì không nhiều bệnh viện áp dụng. Ví dụ sau này có cơ hội các bạn lên Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, nó có nguyên một cái khu là đơn nguyên phẫu thuật trong ngày hoặc là đơn vị phẫu thuật trong ngày. Còn ở ngoài miền Bắc thì họ triển khai nhiều hơn. Ví dụ như Việt Đức nè, Bạch Mai và của Y Hà Nội thì họ có triển khai cái em phẫu thuật trong ngày. Còn ở miền Nam thì chúng ta chưa chưa có nhiều bệnh viện để thực hiện được cái kỹ thuật này. Vậy thì chúng ta xem tại sao mà cái bất cập như thế nào mà chúng ta không có triển khai được một cách đồng bộ nghĩa phẫu thuật trong ngày. Thì đây là cái lĩnh vực mới cho cái tài liệu tiếng Việt đó, thì nó cũng rất là hạn chế. Cho để ở đây một số cái thuật ngữ, nếu các bạn quan tâm thì có thể lên mạng tìm. Đây là một số cái thuật ngữ để chỉ gây mê phẫu thuật trong ngày. Ví dụ xem đề surgery nè, những trường hợp này thì nó cũng những cái thuật ngữ này thì nó cũng giống nhau ha. Thì cái đơn vị phẫu thuật trong ngày thì thật sự nó nằm trong cái khoa gây mê hồi sức thôi. Của chúng ta thì cái khoa gây mê hồi sức không có đủ những cái đơn vị trong đó, ví dụ như phẫu thuật trong ngày hoặc đơn vị giảm đau chẳng hạn, cái đơn vị khám tiền mê, đơn vị hồi sức sau mổ, thì nó là những cái đơn vị độc lập và nó nằm trong cái gọi là cái khoa gây mê hồi sức. Đó, chúng ta thì không thể nào triển khai được. Đó cũng là cái khó khăn thứ nhất. Thì đây là cái quy trình phẫu thuật trong ngày. Chúng ta sau cái bài này chúng ta phải nắm được cái quy trình để quy trình phẫu thuật trong ngày để chúng ta biết là chúng ta đang còn tồn tại vấn đề gì, mà tại sao chúng ta không có thực hiện một cách đồng bộ và rộng rãi như vậy. Thì để bệnh nhân được phẫu thuật trong ngày thì đầu tiên bệnh nhân phải đăng ký cái đã, đăng ký phẫu thuật trong ngày. Đăng ký xong thì chúng ta sẽ hỏi một số thông tin, chúng ta sẽ cho bệnh nhân xét nghiệm, có thể xét nghiệm ngoại viện, xong rồi chúng ta có được những cái kết quả đó chúng ta hội chẩn chuyên khoa, rồi sau đó mới hẹn bệnh nhân vào, hẹn bệnh nhân vào viện và phẫu thuật trong ngày. Tức là sao? Tức là bệnh nhân vào viện và xuất viện trong cùng một ngày. Thì đại khái là vậy. Thì chúng ta sẽ xem được những cái lợi ích của cái phẫu thuật trong ngày là như thế nào. Thì nó có rất là nhiều lợi ích đối với bệnh nhân, đối với phẫu thuật viên cũng như phía quản lý bệnh viện. Những trường hợp này thì sẽ ít quản mổ hơn, ít quản mổ hơn. Cái thứ hai nữa là đặc biệt là ở trẻ em thì nó sẽ giảm, nó rút ngắn cái thời gian mà trẻ nó xa nhà. Đôi khi ở trẻ em nó không chịu rời khỏi nhà đâu, đặc biệt là khi mà vào bệnh viện thì nó không chịu đâu. Cái lợi ích nữa là bệnh nhân sẽ sớm phục hồi vận động, thì nó sẽ giảm cái nguy cơ, ví dụ nguy cơ về thuyên tắc này chẳng hạn, nguy cơ về loét tỳ đè chẳng hạn, thì nó cũng sẽ giảm được cái tỷ lệ này, hoặc là cái nguy cơ nhiễm trùng bệnh viện. Thì chuyện này là hiển nhiên rồi, nếu bệnh nhân mà nằm viện trong cái thời gian dài thì cái nguy cơ nhiễm trùng bệnh viện sẽ tăng lên. Đó là những cái lợi ích đối với bệnh nhân. Còn đối với phẫu thuật viên thì cũng ít quản mổ hơn, và người ta sẽ tiết kiệm thời gian hơn, hay nói khác hơn là người ta sẽ có thể mổ được nhiều bệnh hơn. Ít chờ đợi giữa các ca, tức là mổ một cách liên tục hơn, và quan trọng là hiệu quả. Còn về phía quản lý bệnh viện, về phía bệnh viện thì cái chi phí điều trị là nó rút ngắn khoảng chừng 20 đến 70%. Nó giảm được cái chi phí điều trị, nhưng mà quan trọng là cái hiệu quả nó vẫn còn.
vẫn có, vẫn đạt được cái mục tiêu điều trị. Và cái chúng ta thường hay ca thán rằng cái bệnh viện của chúng ta quá tải. À, thì phẫu thuật trong ngày nó giảm cái nhu cầu giường bệnh rất là nhiều. À, nó giảm chi phí điều trị, giảm về cái nhu cầu giường bệnh và những cái nguy cơ liên quan. À, chúng ta thấy cái lợi ích của nó rất là lớn. À, nhưng mà tại sao chúng ta chưa thực hiện một cách đồng bộ và rộng rãi vậy? Ừ. Tuy nhiên, nó cũng có một số cái bất lợi của phẫu thuật trong ngày. À, không phải những trường hợp nào, những cái loại phẫu thuật nào chúng ta cũng có thể chọn lựa để phẫu thuật trong ngày. À, và cái bất lợi tiếp theo nữa, à, đây là cái vấn đề lớn, vấn đề chính mà chúng ta đang đối mặt. À, tức là vấn đề mà chăm sóc và theo dõi bệnh nhân tại nhà, thì chúng ta đang gặp vấn đề này rất là khó để giải quyết. À, bệnh nhân khi mà về nhà rồi không có người chăm sóc, không có người theo dõi, hoặc là không biết cách theo dõi, không biết cách xử lý ban đầu nếu không may xảy ra những cái tai biến và biến chứng khi mà bệnh nhân về nhà. À, rất là khó để chúng ta áp dụng. Thì đây là một trong những nguyên nhân mà chúng ta chưa thực hiện đồng bộ và rộng rãi. À, còn cái bất lợi nữa là nó sẽ tăng cái gánh nặng về chăm sóc cho các bạn điều dưỡng cũng như là bác sĩ chăm sóc ở giai đoạn hậu phẫu. À, và những người nào mà ít kinh nghiệm thì cũng không thể nào mà chúng ta thực hiện được cái phẫu thuật trong ngày, đòi hỏi nhân viên phải có kinh nghiệm. À, rồi bây giờ để phẫu thuật trong ngày thì nó có hai cái yếu tố để chúng ta giúp giúp chúng ta quyết định là có nên chọn lựa để phẫu thuật trong ngày hay không. Thì cái yếu tố đầu tiên là liên quan đến phẫu thuật, tức là loại phẫu thuật, thời gian phẫu thuật, nguy cơ phẫu thuật gì đó, vân vân. À, cái thứ hai là cái tình trạng bệnh bệnh nhân, tình trạng bệnh lý của bệnh nhân. Thì cái đặc điểm của phẫu thuật, hiện tí nữa chúng ta sẽ có một cái bảng về những cái bệnh lý phẫu thuật có thể chọn lựa trong ngày, và gần như là tất cả các chuyên khoa chúng ta đều có thể phẫu thuật trong ngày. À, mà nó có cái đặc điểm chung là những cái phẫu thuật này có mức độ xâm lấn tối thiểu, những cái biến chứng sau mổ nó thấp, không cần truyền máu, không cần giảm đau do cái mức độ xâm lấn này nó ít. À, thì chúng ta có thể thực hiện được. Và cái tiếp theo nữa là cái thời gian phẫu thuật thì nó ngắn thôi. À, thường khoảng chừng nhỏ hơn 1 tiếng rưỡi. À, thậm chí ngày nay thì những trường hợp phẫu thuật 3 đến 4 tiếng có thể là người ta dặn chọn để phẫu thuật trong ngày, tuy nhiên nó ít hơn. À, ít ít hơn. Thì đây là cái danh sách các bệnh lý của các chuyên khoa có thể chọn lựa phẫu thuật trong ngày. Chúng ta thấy gần như là ở tất cả các chuyên khoa đều có thể phẫu thuật trong ngày. À, đều có thể phẫu thuật trong ngày, từ nha khoa, từ da liễu, phẫu thuật tổng quát. À, ví dụ phẫu thuật cắt chỉ hoặc thoát vị bạn chẳng hạn, thậm chí là cắt túi mật nội soi, chúng ta đi lâm sàng thấy hoặc là ở cơ quan chúng ta đã thấy những trường hợp cắt túi mật nội soi, chúng ta có dám là cho bệnh nhân xuất viện trong ngày hay không? Không hề. À, hoặc như thậm chí là bệnh thấy là cắt lách, cắt lách hoặc là phẫu thuật tuyến thượng thận, chúng ta cũng có thể phẫu thuật trong ngày nhưng mà chúng ta chưa có làm đồng bộ được. À, hoặc là những trường hợp bệnh lý của phụ khoa, ví dụ như nội soi nạo phá thai, hay là những trường hợp nội soi chẩn đoán, hay là cắt tử cung chẳng hạn, cắt tử cung qua ngã âm đạo, chúng ta cũng có thể phẫu thuật trong ngày. Hoặc những trường hợp về chuyên khoa, về chỉnh hình như là phẫu thuật cái dây chằng, hoặc là nội soi khớp gối, khớp vai gì đó, vân vân, hoặc là thai khớp háng, chúng ta cũng có thể phẫu thuật trong ngày. À, và những trường hợp bên bệnh lý chuyên khoa tai mũi họng như cắt amidan chẳng hạn, hay là cái tiêm thuốc giảm đau ngoài màng cứng, hoặc là những trường hợp tạo hình thẩm mỹ, hay là những trường hợp mà chuyên khoa về niệu chẳng hạn, ví dụ như là phẫu thuật trên tiền liệt tuyến này, tán sỏi này, thậm chí là cắt thận nội soi thì chúng ta cũng có thể phẫu thuật trong ngày. Nhưng mà anh nói rồi, cái tài liệu này là sách ngoại văn của tiếng Việt thì không có những cái bệnh cảnh này anh dịch từ sách nước ngoài, còn của Việt Nam thì có nhiều nguyên nhân mà chúng ta chưa thể thực hiện được.
Đó là các yếu tố liên quan đến đặc điểm phẫu thuật và giúp chúng ta chọn lựa bệnh nhân phẫu thuật trong ngày. Cái yếu tố thứ hai nữa là liên quan đến tình trạng sức khỏe của bệnh nhân, đặc điểm bệnh nhân. Đầu tiên là nguy cơ phẫu thuật nó thấp, ASA 1, 2 thôi. Một số trường hợp ASA 3 thì cũng có thể để phẫu thuật trong ngày, nhưng mà bắt buộc chúng ta phải điều chỉnh ổn định trước đó, cái là trước một cái là, và chúng ta lưu ý béo phì không phải là cái tiêu chuẩn để chúng ta loại trừ, béo phì không phải là chúng ta để từ chối phẫu thuật trong ngày, nhưng mà béo phì mà có kèm theo bệnh lý tim mạch hô hấp thì chúng ta không được phẫu thuật trong ngày. Thì đây là điều bạn cũng phải lưu ý, đôi khi mà khi thi người ta hỏi, người ta có thể gài cái chỗ này, bệnh nhân béo phì là chống chỉ định của phẫu thuật trong ngày đúng hay sai chẳng hạn như vậy, gọi là béo phì cộng với cái CVD chẳng hạn là chống chỉ định của phẫu thuật trong ngày đúng hay sai. Và tiếp theo nữa là cái bệnh nhân có nguy cơ tăng nhiệt ác tính cũng không phải là yếu tố để chúng ta loại trừ. Mình lưu ý. Rồi về cái tuổi thì tuổi thì nó không phải là yếu tố độc lập để chúng ta loại trừ cái phẫu thuật trong ngày, hay nói khác hơn là bệnh nhân lớn tuổi chúng ta cũng có thể phẫu thuật trong ngày, bệnh em bé thì cũng có thể phẫu thuật trong ngày, nhưng mà chúng ta lưu ý những cái nguy cơ ở những cái đối tượng đó. Ví dụ bệnh nhân lớn tuổi là lão hóa các cơ quan, ví dụ về tim mạch, về hô hấp, về thần kinh chẳng hạn, vân vân, về nội tiết chẳng hạn, thì chúng ta cũng phải, tức là những bệnh nhân lớn tuổi như vậy thì cái nguy cơ cao thì chúng ta cũng phải tầm soát kỹ, và chúng ta phải tối ưu hóa những cái rối loạn của các cơ quan trước khi mà chúng ta phẫu thuật trong ngày. Rồi những cái chống chỉ định của cái phẫu thuật trong ngày liên quan đến bệnh nhân, đó là những cái bệnh lý mà đe dọa tính mạng, ví dụ ASA 4 ví dụ như trường hợp bệnh nhân đau ngực không định, hen này, và anh nói nè, cái béo phì kèm theo bệnh lý tim mạch và hô hấp, hoặc những trường hợp người ta sử dụng cái thuốc mà tác động trên hệ thống thần kinh, ví dụ người ta bị động kinh chẳng hạn, hoặc là đặc biệt là không có người chăm sóc ở nhà, không có người chăm sóc khi mà bệnh nhân xuất viện thì bắt buộc là chúng ta không có được phẫu thuật trong ngày. Rồi bây giờ chúng ta sẽ coi cái quy trình để phẫu thuật trong ngày. Thì đầu tiên là đánh giá trước mổ, thì đây cũng là cái điều tồn tại đối với hệ thống gây mê của chúng ta. Chúng ta không thể thế nào thực hiện một cách đồng bộ và đa dạng về phẫu thuật trong ngày. Lý do cái quy trình nó quá phức tạp. Bệnh nhân sẽ được phỏng vấn qua điện thoại, rồi xin lỗi. Bệnh nhân sẽ được phỏng vấn qua điện thoại, rồi trả lời bản câu hỏi qua internet và thăm khám tiền mê. Thì chúng ta thấy những cái bước này có thể chúng ta thực hiện khi mà bệnh nhân ở nhà. Thì mình sẽ nói rõ hơn, phỏng vấn qua điện thoại hay là bản trả lời qua internet là như thế nào. Bây giờ giả sử như một cái bệnh nhân bị sỏi túi mật chẳng hạn, muốn phẫu thuật trong ngày thì họ làm sao? Việc đầu tiên là họ phải biết được cái số điện thoại của trung tâm chăm sóc khách hàng của bệnh viện. Sau đó là họ sẽ gọi đến, họ sẽ trình bày bệnh của tôi là như vậy, tôi muốn phẫu thuật trong ngày. Rồi ở bên phía bệnh viện cũng sẽ sắp xếp với trung tâm chăm sóc khách hàng, và phải có đầy đủ nhân viên để phỏng vấn bệnh nhân, phải trao đổi với bệnh nhân. Thì khi mà bệnh nhân gọi đến vậy thì phía bệnh viện cũng sẽ hỏi, chúng ta tí nữa cũng sẽ coi cái bộ câu hỏi như thế nào, tức là bệnh nhân phải phải trả lời câu hỏi khi mà được phỏng vấn vậy. Cái thứ hai, khi mà phỏng vấn xong rồi, bệnh nhân bắt buộc phải lên mạng, truy cập vào cái địa chỉ website của bệnh viện và phải hoàn tất cái bộ câu hỏi về phía bệnh viện. Giống đâu cũng do đó cái khó khăn tiếp theo nữa là bệnh nhân bắt buộc phải biết sử dụng máy tính này, phải biết lên mạng này, vân vân, phải có một cái kiến thức về vi tính nhất định, rồi sau đó chúng ta có thể có những cái thông tin đó, rồi chúng ta sẽ cho những cái cận lâm sàng hoặc là hướng dẫn bệnh nhân gì trước đó. Đương nhiên lúc này là bệnh nhân chưa có vào viện nha. Thì những cái thông tin mà bệnh nhân cung cấp cho bệnh viện, thì những cái thông tin, những cái câu hỏi này thì nó cũng đơn giản thôi, chủ yếu là câu hỏi có hoặc không, yes no thôi.
À, thì cái ưu điểm là nó tiết kiệm được thời gian cho phía bệnh viện và cho phía bệnh nhân, nó khách quan hơn, đặc biệt đó là cái bằng chứng pháp lý. Anh lấy ví dụ khi mà người ta mình phỏng vấn qua qua điện thoại, bệnh nhân nói tôi không có bị hen phế quản chẳng hạn, hoặc là tôi không có dị ứng thuốc, hoặc là cái tôi không không trong cái thời gian mang thai chẳng hạn, à, bệnh nhân khai vậy và bệnh nhân điền cái phiếu cũng không có à. Nhưng mà khi mà vô viện thấy là bệnh nhân này dị ứng nè, bệnh nhân đang mang thai thì tôi quản mổ, tôi quản mổ, thì có những trường hợp người ta quay lại người ta thưa bệnh viện, người ta thưa bệnh viện, nhưng mà bây giờ đó là cái bằng chứng pháp lý rõ ràng là trước đây thai là không có, nhưng mà bây giờ có, như đó không thể nào phẫu thuật trong ngày, cho đó chúng ta cũng phải biết. Thì đây là cái bộ câu hỏi phỏng vấn qua điện thoại nè, phỏng vấn qua điện thoại chủ yếu câu hỏi là có hay không thôi. Ví dụ như là trung tâm chăm sóc khách hàng phải hỏi bệnh nhân là cô chú có bị bệnh về tim mạch hay không, có bị tăng huyết áp hay không, có bệnh lý về hô hấp hay không, có hen suyễn hay là bệnh lý về đường thở, ví dụ như là tắc nghẽn đường thở chẳng hạn, có bị đái tháo đường hay không, hay là viêm khớp hoặc là viêm gan nhiễm HIV hay không, dị ứng hay không, vân vân. Chủ yếu là câu hỏi có hay không, và có từng nằm viện trước đó hay không, vân vân, có mổ bao giờ chưa, phương pháp vô cảm là cái gì, có những cái tai biến biến chứng ở lần mổ trước hay không, và có đang sử dụng thuốc gì đó hay không. Thuốc này có thể là thuốc điều trị, hoặc là người ta có thể sử dụng, hoặc là người ta có nghiện gì hay không, nghiện rượu, nghiện thuốc lá, hoặc là những cái chất kích thích khác có hay không, hoặc là cô chú hiện tại cô chú có thấy những cái vấn đề bất thường về sức khỏe của mình hay không, thì chúng ta sẽ hỏi như vậy. Và chiều cao và cân nặng của cô chú là bao nhiêu, rồi cái quan trọng đây là cái bằng chứng pháp lý, tôi xác nhận rằng tôi đã đọc những cái thông tin này, và những cái thông tin này là hoàn toàn chính xác, sau đó ghi ngày tháng và ký tên vào, thì đó là cái bằng chứng pháp lý. Rồi, ngoài ra chúng ta có thể phối hợp thêm, vừa phỏng vấn vừa bắt bệnh nhân, buộc bệnh nhân phải trả lời những cái bộ bộ câu hỏi trên website của bệnh viện. Thì những câu hỏi này nó cũng lặp lại thôi, ví dụ như là có tăng huyết áp, có bệnh lý tim mạch, có đau ngực gì, có rối loạn nhịp tim gì hay không, vân vân, hoặc là bệnh lý về hô hấp hay xỉn COPD hay là đái tháo đường đó, vân vân, nó cũng giống giống như cái bộ câu hỏi khi mà chúng ta phỏng vấn, hoặc tiền căn sử dụng thuốc này, tiền căn sử dụng thuốc, ví dụ như là bệnh nhân đang uống thuốc gì, hoặc là có đang sử dụng thuốc chống đông hay không, tiền căn phẫu thuật và tiền căn gây mê, và những câu hỏi khác như bệnh nhân có mắc gan hay không, hoặc là bệnh nhân có một cái vấn đề bất thường nào đó mà mới xuất hiện gần đây hay không, có từng phẫu thuật trong ngày trước đó chưa, và chúng ta đánh giá trên lâm sàng về cân nặng, về chiều cao, những cái bệnh lý về nhiễm trùng, tình trạng huyết áp, về tần số tim, vân vân. Chúng ta đánh giá đầy đủ và tất cả các hệ thống các cơ quan. Và những cái thông tin chúng ta phỏng vấn bệnh nhân cũng như là những cái thông tin mà bệnh nhân điền qua cái bộ câu hỏi trên website của bệnh viện thì sẽ được in ra và sẽ gửi đến những cái chuyên khoa có liên quan. Ví dụ như bệnh nhân này mổ túi mật, thì sẽ gửi những cái thông tin này đến bác sĩ ngoài tổng quát, và bệnh nhân có bệnh lý kèm theo về tăng huyết áp, về dị ứng chẳng hạn, thì những cái thông tin này sẽ tiếp tục gửi cho bác sĩ tim mạch, về bác sĩ dị ứng lâm sàng, chuyên gia về miễn dịch lâm sàng chẳng hạn, và gửi cho bác sĩ gây mê hồi sức. Chúng ta sẽ gửi những cái thông tin này đến các bác sĩ liên quan, đến các chuyên khoa. Và sau khi gửi xong thì sẽ được hội chẩn trong bệnh viện.
Tự nhiên là lúc này bệnh nhân chưa có vào viện đâu, và sẽ hướng dẫn bệnh nhân là làm những cái xét nghiệm, làm những cận lâm sàng thiết yếu. Thì những cận lâm sàng này không nhất thiết là bệnh nhân phải 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 vào viện, và có thể làm ở ở những nơi khác, những nơi khác cũng được. Và những cận lâm sàng này nó tùy thuộc vào giới tính, tùy thuộc vào độ tuổi của bệnh nhân. Và chúng ta lưu ý, nếu bệnh nhân là nữ bắt buộc phải test thai, mặc dù là người ta nói là tôi đang không trong thời gian mang thai, nhưng mà chúng ta bắt buộc phải test thai, tại nó có những cái vụ thưa kiện, đặc biệt là bác sĩ về sức của Mỹ hay bị thưa kiện vì vấn đề này. Có thể là người ta không có phát hiện là mình mang thai ở thời điểm đó, hoặc là người ta giấu chẳng hạn. Nhưng mà về phía nhân viên y tế là bắt buộc phải test thai. Ngoài ra, nó tùy theo độ tuổi và giới tính, chúng ta có thể cho xét nghiệm công thức máu, hoặc là điện tim, hoặc là chức năng gan, thận, đường gì đấy. Nó tùy theo cái giới tính, tùy theo cái độ tuổi của bệnh nhân, và tùy theo cái bệnh cảnh của bệnh nhân. Ví dụ bệnh cảnh nền, bệnh cảnh phối hợp của bệnh nhân có tăng huyết áp, bệnh nhân có mang phế quản COPD, thì chúng ta có thể cho đo cái chức năng hệ hô hấp chẳng hạn. Cho nó tùy vào bệnh nhân, và những cái cận lâm sàng này bệnh nhân thực hiện trước khi vào viện. Rồi xong rồi chúng ta sẽ hướng dẫn bệnh nhân, hướng dẫn về cái lợi ích cũng như là cái nguy cơ khi mà gây mê, khi mà phẫu thuật trong ngày. Hướng dẫn bệnh nhân cách nhịn ăn, nhịn uống, và là hướng dẫn bệnh nhân cách sử dụng thuốc về đường huyết, về huyết áp, vân vân. Hoặc là thuốc chống đông. Tốt nhất là khi bệnh nhân vào viện thì bệnh nhân nên mang cái to này theo. Tiếp theo nữa là hướng dẫn bệnh nhân ngưng hút thuốc nè, ký cái giấy cam đoan, tức là giải thích khi vào thì cái thủ tục là bệnh nhân và người nhà phải ký giấy cam đoan. Sau mổ thì không được lái xe, và đặc biệt là phải có người chăm sóc ở nhà. Phải có người chăm sóc khi mà xuất viện. Thì những cái thông tin hướng dẫn này các bệnh viện phần lớn là họ sẽ gói gọn trong một cái video clip ở trên mạng. Thì bệnh nhân lên truy cập và họ sẽ được hướng dẫn cái quy trình của phẫu thuật trong ngày. Còn cái nào thắc mắc thì cứ trao đổi thêm. Đó là chúng ta thấy về cái quy trình của phẫu thuật trong ngày. Rồi khi mà bệnh nhân đã được hướng dẫn xong, thì đã làm xét nghiệm xong, thì chúng ta sắp xếp ngày đó hợp lý để cho bệnh nhân vào viện. Cho vào viện. Thì khi bệnh nhân vào viện thì cũng sẽ được khám lại bởi bác sĩ gây mê, bởi bác sĩ ngoại khoa liên quan, và chúng ta thiết lập đường truyền, chúng ta đo cái dấu hiệu sinh tồn chẳng hạn, và chúng ta có thể sử dụng thuốc truyền mạch. Rồi tiếp theo nữa là bây giờ phẫu thuật trong ngày thì có bắt buộc phải cho thuốc tiền mê hay không? Thì đầu tiên là chúng ta phải biết được cái mục đích của chúng ta tiền mê là gì, để giúp bệnh nhân giảm lo lắng, hay là giúp an thần, giúp làm giảm đau gây quên, hay là giảm buồn nôn và nôn ói, hoặc là viêm phổi hết. Cho nên bây giờ để trả lời câu hỏi là có nên tiền mê một cách thường quy hay không, thì chúng ta dựa vào cái mục đích. Ví dụ bệnh nhân lo lắng quá thì nên tiền mê, bệnh nhân sợ đau thì nên cho tiền mê, hoặc là bệnh nhân có nguy cơ buồn nôn nôn ói thì chúng ta cũng cho tiền mê, hoặc là nguy cơ viêm phổi thì chúng ta cũng nên cho tiền mê. Thì đó là cái mục đích của tiền mê, các bạn phải nắm được. Chúng ta tiền mê để làm chi? Để trên lâm sàng mình có thể ứng dụng ở những cái đối tượng nguy cơ cao như thế này, thì chúng ta có thể cho tiền mê cho bệnh nhân, và đây là những cái thuốc có thể giúp chúng ta sử dụng để tiền mê. Thì anh nhắc lại những cái thuốc này chúng ta anh chỉ giới thiệu cho các bạn biết thôi, mình không cần nắm thuốc tiền mê là cái gì, liều lượng ra sao, tác dụng phụ nó là cái gì. Thì trên lâm sàng sau này các bạn nếu mà gặp thì chúng ta cứ lặt cái này ra, mà lặt sách ra chúng ta thực hành thôi. Chúng ta có thể sử dụng cái benzodiazepine này, hoặc là cái alpha-arsenic, cái thứ hai nữa là giảm đau. Thì nãy chúng ta nói rồi, cái tiêu chí đầu tiên là để chọn lựa phẫu thuật trong ngày là những trường hợp xâm lấn tối thiểu. Do
cái mức độ đau của bệnh nhân cũng không không quá như lớn, không quá nhiều, nhưng mà chúng ta cũng phải quan tâm những trường hợp này thì chúng ta nên giảm đau đa mô thức, tức là chúng ta xin lỗi mà chúng ta sẽ giảm đau đa mô thức giảm đau đa mô thức hay là đa phương thức, tức là chúng ta sẽ phối hợp nhiều loại thuốc giảm đau với nhau để tăng cái hiệu quả cộng gộp về giảm đau và giảm cái tác dụng phụ. Và do cái mức độ đau của chúng ta thấp nên cái vấn đề sử dụng thuốc phiện, thuốc opioid rất ít sử dụng. Thường là chúng ta sử dụng bara này hoặc là NSAID, chúng ta phối hợp lại với nhau. Và khi sử dụng NSAID thì chúng ta nên chọn những cái NSAID mà nó ức chế chọn lọc trình cốc 2 để giảm thiểu những cái tác dụng phụ. Và tiếp theo nữa chúng ta sẽ đánh giá về cái nguy cơ buồn nôn và nôn trù họng. Thì nó có rất là nhiều cái yếu tố mà nó tăng cái nguy cơ nôn và buồn nôn trù họng. Ở đây thì người ta sẽ phân nhóm ra những yếu tố liên quan đến bệnh nhân, những yếu tố liên quan đến bệnh nhân và những yếu tố liên quan đến phương pháp vô cảm, phương thức giảm đau, những yếu tố liên quan đến phẫu thuật. Thì chúng ta còn ở phía sau nữa, thì chúng ta xem những yếu tố liên quan đến bệnh nhân, về tuổi nè, về giới tính, về bệnh lý kèm theo hay là tiền sử nôn buồn nôn trước đó, hay là người ta có hút thuốc hay không, hay là trạng thái về tâm thần kinh chẳng hạn. Đó là những yếu tố liên quan đến bệnh nhân. Ngoài ra nó còn những yếu tố liên quan đến phương pháp vô cảm, như là chúng ta có tiền mê hay không, có sử dụng opioid hay không, có đặt nội khí quản hay không, thời gian đặt nội khí quản là bao nhiêu, vân vân. Hoặc là những yếu tố liên quan đến phẫu thuật, ví dụ như là loại phẫu thuật nè, thời gian phẫu thuật, ví dụ như có những cái tai biến gì trong lúc phẫu thuật hay không, và cái mức độ xâm lấn của phẫu thuật, vân vân. Ngoài ra nó còn những cái yếu tố liên quan khác nữa, thì chúng ta thấy có rất là nhiều yếu tố mà nó gây tăng cái tỷ lệ nôn và buồn nôn trù họng. Ngoài ra nó còn có một cái thang điểm để chúng ta đánh giá nguy cơ nôn và buồn nôn trên lâm sàng. Thì chúng ta trên lâm sàng thì chúng ta thường sử dụng cái thang điểm này để chúng ta đánh giá cái nguy cơ. Thì cái thang điểm này gọi là thang điểm Effen, thang điểm tinh giản sử dụng trên lâm sàng, Effen score. Đây là cái thang điểm Effen. Thì thông qua cái thang điểm Effen này chúng ta thấy ông trời, ông bà, đại phụ nữ. Thang điểm Effen này nó gồm có bốn yếu tố. Yếu tố đầu tiên nữ giới, nữ đã là một điểm rồi. Ai là nữ là một điểm rồi. Cái thứ hai không hút thuốc. Dám chắc ở Việt Nam chúng ta cái tỷ lệ nữ hút thuốc rất là thấp. Nữ giới là một điểm, không hút thuốc là một điểm. Do đó nói vui rằng sau này các bạn nữ không may mà có mổ á, thì để giảm cái tỷ lệ nôn và buồn nôn thì các bạn nên hút thuốc. Để giảm được cái yếu tố này. Và cái yếu tố thứ ba nữa là có tiền căn là nôn và buồn nôn trước đó, hoặc là tiền căn say tàu xe, thì là một điểm. Hoặc là chúng ta có sử dụng cái opioid sau mổ cũng là một điểm. Thì đây bên bên phải này là cái yếu tố nguy cơ, cái nguy cơ, cái tỷ lệ buồn nôn và nôn sau mổ. Ví dụ bệnh nhân không có yếu tố nào, ví dụ nam giới có hút thuốc, không có say tàu xe, không có sử dụng opioid là 10%, 10%, 10% là gây có buồn nôn và nôn sau mổ. Và yếu tố này, cái tỷ lệ này nó sẽ tăng dần, nếu nếu bệnh nhân có bốn yếu tố này thì cái tỷ lệ nó khoảng chừng 80%. Cho các bạn thấy cái tỷ lệ này cũng rất là cao. Còn về cái dự phòng nôn và buồn nôn trù họng á thì nó có hai cách, đại loại là hai cách: cách không dùng thuốc và dùng thuốc. Thì không dùng thuốc thì cũng chúng ta ít sử dụng, ví dụ như là chúng ta châm cứu nè, kích thích điện qua da thì chúng ta ít sử dụng. Còn nếu sử dụng thuốc thì những cái thuốc như kháng cholinergic nè, ví dụ kháng histamine chẳng hạn, hoặc là cái kháng cái serotonin, ông đang sử trong thì ngày nay rất là sử dụng rất là thường quy trong gây mệt sức, hoặc là những cái thuốc nhóm glucocorticoid thì cũng có thể sử dụng để dự phòng nôn và buồn nôn trù phổi cho bệnh nhân. Thì đây là những cái thuốc
À, những cái đặc tính của thuốc thì này giới thiệu cho các bạn thôi à, chứ thì chắc chắn là người ta không có hỏi đâu. Rồi tiếp theo, câu hỏi tiếp theo nữa là có dự phòng viêm phổi HIT hay không? À, thì viêm phổi HIT à, đối với những trường hợp phẫu thuật trong ngày thì chúng ta không phải là dự phòng thường quy, tại vì chúng ta đã hướng dẫn bệnh nhân rồi cách nhịn ăn nhịn uống. Tuy nhiên ở một số đối tượng nguy cơ cao, ví dụ như là nguy cơ về tăng áp lực trong ổ bụng, ví dụ mang thai này, hoặc là những trường hợp thoát vị rốn, hoặc là những trường hợp bệnh nhân đái tháo đường thì cũng sẽ tăng nguy cơ, hoặc là bệnh nhân béo phì, thì những đối tượng nguy cơ này chúng ta nên dự phòng. À, dự phòng. Và có một cái điều nữa là chúng ta uống nước trong nha, tức là nước không ga 2 đến 3 giờ trước khi gây mê thì nó cũng không làm tăng cái nguy cơ viêm phổi hết. Ừ. Tại sao người ta phải nhắc như thế này? Tại vì các bạn biết mình có cái tư tưởng là cứ cho bệnh nhân nhịn ăn nhịn uống thật nhiều để giảm cái nguy cơ viêm phổi hết, đúng không? Thì ngay cả bản thân các bạn, nếu một bạn nhịn ăn nhịn uống một cái thời gian dài thì lập tức cơ thể của bạn sẽ tăng tiết nước bọt. À, thì lúc đó này lại 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 chúng ta lại tăng cái nguy cơ viêm phổi hết. À, và lúc đó nếu viêm phổi hết thì rất là dễ gặp cái hội chứng Nansen, chúng ta lại tiếp tục gặp cái hội chứng Nansen. Thì cái bản này nó cũng có thể hiện cái đặc tính của cái hội chứng Nansen. À, hồi nãy nói rồi, hội chứng Nansen là viêm phổi hết, nhưng mà viêm phổi hết không phải, chưa chắc là hội chứng Nansen, tại vì cái hội chứng Nansen này nó bắt buộc phải thỏa mãn hai cái điều kiện. Điều kiện thứ nhất là cái thể tích dịch vị ở đây. À, thể tích dịch vị nó phải lớn hơn 25 ml, và cái thứ hai pH nó phải cực kỳ to, đó là nó phải nhỏ hơn 2.5. À, bắt buộc cái pH nó như vậy thì nó cái khả năng tàn phá niêm mạc đường hô hấp nó rất là khủng khiếp. À, do đó bạn phải lưu ý cái hội chứng Nansen này, để chẩn đoán hội chứng Nansen, cái nhất thể tích dịch vị, cái thứ hai pH dịch vị, à nó phải to. Và cái bảng này cho chúng ta một cái thông tin là những cái thuốc để hoặc những cái phương thức để có thể giảm được cái tỷ lệ viêm phổi hết. À, ví dụ như là chúng ta làm sao đừng để cho cái thể tích dịch vị nó lớn hơn 25, hoặc là chúng ta kiềm hóa cái dịch vị. Kiềm hóa này nó có thể nhiều cách nè, bằng cái ranitidine hoặc là cái citrate chẳng hạn, à, hoặc là cái citrate, à, natri bicarb chẳng hạn, để chúng ta kiềm hóa dịch vị, hoặc là những cái thuốc như là ức chế bơm proton thì cũng có thể giảm được cái tỷ lệ hội chứng Nansen. À, và cái này để cho bạn tham khảo đấy. Thì người ta sẽ không có hỏi đâu. Rồi, bây giờ khi mà bệnh nhân đã thỏa được những yếu tố trên, chúng ta bắt đầu chọn lựa phương pháp yêu cầu. À, thì phẫu thuật trong ngày chúng ta có thể chọn áp dụng cái phương pháp từ gây tê tại chỗ, gây tê niêm mạc đến gây mê toàn thân, tức là chúng ta không có loại trừ, không có loại trừ. Thì cái tiếp theo nữa là cái chúng ta nói về cái thuốc mê lý tưởng đối với phẫu thuật trong ngày, thì đây là cái đặc tính đó, khởi mê nhanh, im dịu, có hiệu quả giảm đau và gây quên, giúp bệnh nhân hồi tỉnh nhanh và ít tác dụng phụ. Không may là hiện tại thì không có thuốc mê nào mà nó thỏa mãn những cái tất cả những yếu tố này, nó chỉ có nhiều hay ít thôi. À, về cái kỹ thuật chọn lựa phương pháp vô cảm thì gồm có 3 phương thức, nhưng mà ở đây anh chỉ trao đổi với bạn 2 phương thức thôi, đó là gây mê toàn thân và gây tê. Còn cái chăm sóc gây mê theo dõi thì hiện tại chúng ta chưa có áp dụng được. À, nên chúng ta chỉ nói về 2 phương thức thôi, là gây mê toàn thân và gây tê. Thì cái gây mê toàn thân thì chúng ta có thể gây mê qua mặt nạ thanh quản, mặt nạ mặt hoặc là mặt nạ thanh quản, hoặc là gây mê qua nội khí quản, hoặc là gây mê Cuba. Thì đây là cái hình ảnh của từng cái phương pháp, từng cái phương thức gây mê. Ví dụ gây mê qua mặt nạ mặt này, gây mê mặt nạ thanh quản này, gây mê nội khí quản và gây mê qua cái Cuba. À, à, cái thuốc mê tĩnh mạch nào lý tưởng đối với phẫu thuật trong ngày thì hôm trước chúng ta cũng đã nói rồi, phẫu thuật trong ngày chúng ta có thể chọn cái ketamin được hay không? À, không. À, do tác dụng phụ của nó là ketamin ít sử dụng,
À, vậy gây ảo giác, gây tăng tỷ lệ nôn, buồn nôn, gây tăng huyết áp, do đó người ta ít sử dụng. Vậy thuốc nào sử dụng nhiều nhất? Đó là cái Propofol. À, còn cái Thiobental thì mặc dù là nó khởi mê nhanh nhưng mà nó gây kích thích sau mổ, à, rất là khó chịu. À, Etomidate thì chỉ sử dụng cho những trường hợp bệnh nhân có cái nguy cơ tim mạch cao. Nhưng mà nãy chúng ta nói rồi, khi mà bệnh nhân có yếu tố nguy cơ tim mạch cao thì chúng ta rất là hạn chế để chọn lựa phẫu thuật trong ngày, do đó thì Etomidate cũng ít sử dụng. À, đó đó về cái thuốc mê tĩnh mạch. Còn đây là cái bảng thông tin để cho mình tham khảo về cái đặc tính của từng loại thuốc mê tĩnh mạch thôi. Ừ. Tiếp theo nữa là cái thuốc mê hô hấp. Thì đây là cái dạng thuốc mê mà thường sử dụng nhiều nhất trong cái giai đoạn duy trì mê. À, và ngày nay người ta thường sử dụng những thuốc ít hòa tan, ví dụ như Sevo nè, ví dụ như Desflurane, người ta sử dụng nhiều hơn vì nó khởi mê nhanh và hồi tỉnh nhanh. Tuy nhiên những cái thuốc này thì nó gây tăng cái buồn nôn và nôn, à, gây kích thích kích ứng ở giai đoạn sau mổ. Còn NIO thì hệ thống gây mê sức của Việt Nam chưa có. Đây là những cái đặc tính của những cái thuốc mê hô hấp, à, cho các bạn tham khảo, à, cũng như là những tác dụng phụ gây ho chẳng hạn, gây nhịp tim nhanh chẳng hạn, vân vân. À. À, về cái thuốc opioid thì chúng ta nói rồi, phẫu thuật trong ngày là xâm lấn tối thiểu, à, nên cái mức độ đau nó cũng không nhiều, do đó cái tỷ lệ sử dụng opioid này nó thấp. Thấp có nghĩa là không, có nghĩa là không sử dụng, nhưng mà khi sử dụng mình cũng lưu ý những cái tác dụng liên quan, những cái tác dụng phụ liên quan mà thường gặp, điển hình ví dụ buồn nôn, nôn ói nè, gây ngứa, gây bí tiểu, gây siêu hấp, à, nó có. À, và chúng ta nên sử dụng những cái thuốc thuốc phiện nào nó có đặc tính tác dụng mạnh, tức là hiệu quả giảm đau nó mạnh, nhanh và cái thời gian tác dụng nó ngắn thôi, tức là trong giai đoạn đầu, tức là trong giai đoạn bệnh nhân ở trong bệnh viện thôi. Nếu có xảy ra những cái buồn nôn, nôn ói, ngứa, bí tiểu, thậm chí là siêu hấp thì lúc đó xảy ra ở trong trong bệnh viện thì chúng ta sẽ can thiệp được. À, thì những cái thuốc nó thỏa những cái đặc tính như vậy thì thường là cái phentanyl, sulfentanyl, còn amphetamine hoặc là rimethamphetamine thì nó bạn ơi, ở Việt Nam chúng ta chưa có hàng chính thức. À, về cái thuốc giãn cơ thì nó tùy theo cái loại phẫu thuật mà chúng ta có thể sử dụng hoặc là không. À, nhưng mà chúng ta lưu ý một cái nguyên tắc là bắt buộc phải sử dụng thuốc hóa giải, à, nếu như không có chống chỉ định. Hôm trước các bạn cũng hỏi là vậy thì chống chỉ định của hóa giải thuốc giãn cơ là trong trường hợp nào, thì anh cũng đã trả lời rồi. Rồi, do đây là cái sách dịch của người ta, à, sách ngoại văn đó, người ta nói là cái su sa ấy, là thuốc sử dụng phổ biến, nhưng mà ở Việt Nam thì các bạn có thể là sử dụng hoặc là không sử dụng thì tùy nha. Rồi, đây là cái đặc tính của một số loại thuốc giãn cơ, à, thì các bạn có thể tham khảo. Vậy tiếp theo là hóa giải. À, hóa giải thì chúng ta có hai nhóm thuốc để hóa giải thuốc giãn cơ, đó là kháng cholinesterase, à, là cái nematicmin ấy, và thuốc hóa giải thế hệ mới. Thì cái phần này lúc trước chúng ta cũng đã trao đổi rồi nên lướt qua nha. À, vấn đề theo dõi bệnh nhân trong và sau mổ thì nó có theo dõi thường quy, ví dụ theo dõi về sinh hiệu này, về hô hấp, về tim mạch, vân vân. À, và theo dõi về độ mê thì cái này đó cũng là một cái điểm tồn tại đối với hệ thống gây mê của chúng ta, không phải bệnh viện nào cũng theo dõi độ mê, thậm chí là các bạn đi các bệnh viện ở Cần Thơ chưa có bệnh viện nào có cái máy beep để theo dõi độ mê của mình nha. Hoặc là nó mới chỉ gọi là demo thôi, mấy công ty dược nó, mấy cái hãng vô demo thôi, à, chứ mình chưa có theo dõi sử dụng cách đại trà trên lâm sàng. À, đó là cái điểm tồn tại. Rồi tiếp theo nói về cái phương pháp vô cảm là gây tê, thì nó có rất là nhiều thuận lợi đối với bệnh nhân, đối với phổ viên cũng như là đối với bệnh viện. À, gây tê thì chúng ta sẽ không có sử dụng thuốc mê đương nhiên rồi, do đó những cái biến chứng liên quan đến gây mê thì nó sẽ giảm, à, hoặc là nó sẽ giảm cái buồn nôn, nôn ói, giảm đau sau mổ tốt, thời gian hồi tỉnh nhanh hơn, bệnh nhân có thể giao tiếp được trong mổ. Nó, nếu mà xảy ra những cái tai biến biến chứng trong mổ thì chúng ta cũng có thể kịp thời phát hiện và xử lý.
À, còn đối với phẫu viên thì có thể người ta đánh giá chính chính xác cái chức năng trước khi kết thúc phẫu thuật. Ví dụ như một cái trường hợp người ta mổ mổ về cái vận động đi, mổ về chấn thương chẳng hạn, để người ta đánh giá về cái khả năng hồi phục vận động thì người ta có thể bảo bệnh nhân cử động. À, còn nếu gây mê thì đâu đâu thể. À, đó là cái lợi ích đối với phẫu viên. Còn đối với bệnh viện thì cái thời gian hồi chỉnh nó ngắn do nó giảm được cái công chăm sóc và cuối cùng là giảm cái chi phí điều trị. Tuy nhiên nó cũng có những cái bất lợi của cái gây tê vùng, tức là cần phải có sự hợp tác giữa bệnh nhân giữa phẫu viên, tức là cái thời gian khởi phát nó chậm, đặc biệt là như chúng ta gây tê đấm có thần kinh hoặc là chúng ta gây tê ngoài màng cứng chẳng hạn, thì chúng ta phải có thời gian để cho cái gọi là cái thời gian tiền phục onset time thì phải cái thời gian nó rất là chậm, khoảng chừng 10 15 phút cho đó bệnh nhân phẫu viên phải đợi, tức là phải đòi hỏi sự hợp tác từ bệnh nhân từ phẫu viên, và nếu mà chúng ta gây tê để sống thì cái nguy cơ đau đầu sẽ tăng lên, hoặc là chúng ta gây tê thần kinh trung ương thì nó gây tăng cái nguy cơ bí tiểu và do đó nó kéo dài thời gian nằm viện hay nói ngắn hơn là chậm cái xuất viện. Đó là những cái bất lợi. Thì trong gây tê nó có một cái kỹ thuật gây tê vùng, xin lỗi, tê tĩnh mạch vùng IVA. Thì cái này cái hiệu quả nó, cái tỷ lệ thành công nó rất là cao. Nhưng mà cái chỉ định nó rất là hạn hẹp. Chúng ta tê tĩnh mạch vùng tức là sao, chúng ta tiêm thuốc tê vào trong tĩnh mạch ở một cái vùng nào đó, thì vùng nào đó thường là cái đầu xa của chi. Chúng ta không thể phẫu thuật ở xương đùi mà chúng ta tê tĩnh mạch vùng là tê ở đâu? Thì đó, ở đầu xa của chi, ví dụ như bàn tay, bàn chân, ở cẳng chân hoặc là cẳng tay chẳng hạn, thì chúng ta cũng có thể xem xét cái tê tĩnh mạch vùng, cái hiệu quả giảm đau nó rất là ok. Nhưng mà nhược điểm là giới hạn dùng phẫu thuật, hoặc là bệnh nhân đau không phải là đau mà do phẫu thuật mà đau do cái gai gô chúng ta gây ra, hoặc những trường hợp nó sẽ tăng nguy cơ ngộ độc thuốc tê do chúng ta xả cái gai gô đột ngột hoặc là chúng ta tụt tụt cái gai gô mà chúng ta không hay. Thì những trường hợp này chúng ta phải lưu ý là chúng ta cái liều lượng chúng ta sử dụng thuốc tê phải đúng liều lượng, đúng về nồng độ, chúng ta phải kiểm tra cái gai gô về cái đảm bảo đủ cái áp lực đúng cái vị trí gai gô, và chúng ta phải tôn trọng thời gian đặt gai gô trong bao lâu đó, chứ không thể nào người ta phẫu thuật 4 5 tiếng, 3 4 tiếng mà chúng ta cứ gai gô 3 4 tiếng vậy là không được. Ngoài ra chúng ta có thể phối hợp thêm một số cái thuốc giảm đau để giúp cho bệnh nhân không đau do cái gai gô này. Còn cái tê để sống với phẫu thuật trong ngày thì chúng ta cũng đã biết đây là cái kỹ thuật rất là đơn giản và cái hiệu quả nó rất là cao. Tuy nhiên nó có nhiều nhiều cái biến chứng, đặc biệt là biến chứng đau đầu, đau lưng sau mổ hôm trước chúng ta cũng đã trao đổi rồi. Và nếu mà chúng ta gây tê để sống mà chúng ta phối hợp với thuốc phiện thì nó sẽ tăng cái tỷ lệ ngứa và tăng tỷ lệ nôn và buồn nôn. Và cái tỷ lệ này thường những cái tác dụng phụ này thường là nó xảy ra muộn, xảy ra ở giai đoạn muộn khi mà bệnh nhân xuất viện đấy. Thì thật sự đối với phẫu thuật trong ngày thì người ta cũng ít phối hợp với thuốc phiện hơn. Lý do là người ta đau ít hơn, lý do tác dụng phụ của nó thường muộn nên người ta cũng ngại. Trong gây tê sống thì chúng ta cũng lưu ý một số thuốc tê nó có cái biến chứng, ví dụ như là biến chứng trên hệ thống thần kinh trung ương là cái lidocaine là nó cao nhất, đó người thường thì người ta không có sử dụng lido để tê tê sống, và người ta cũng lựa chọn những cái thuốc tê tác dụng ngắn để giúp cho bệnh nhân hồi tỉnh sớm hơn, bệnh nhân hồi phục vận động sớm hơn. Rồi cái vấn đề tê ngoài màng cứng thì nó không có chống chỉ định trong phẫu thuật trong ngày, nhưng mà chúng ta cũng phải biết tê ngoài màng cứng nó là một cái kỹ thuật rất là khó, phức tạp, thời gian tiền phục nó kéo dài, cái khả năng tiêm vào mạch máu nó lớn, hoặc là nó block không hoàn toàn, tức là bệnh nhân không có giảm đau hoàn toàn. Thì đó là cái nhược điểm của tê ngoài màng cứng, do đó thì thường chúng ta cũng ít sử dụng cái tê ngoài màng cứng trong phẫu thuật trong ngày, ít không có nghĩa là không có. Rồi cái tê thần kinh tê đấm có thần kinh ngoài biên thì cũng hay sử dụng, thì cái hiệu quả giảm đau của nó rất là tốt và cái tác dụng phụ của nó cũng ít,
À, những cái biến chứng như thủng màng cứng, tụ máu nè, ít. À, tuy nhiên anh nói rồi, đây là sách dịch, tức là cái thực hành của những cái nước Âu châu kìa, còn đối với chúng ta thì chưa chắc là giảm đau rất tốt. Lý do là sao vậy? Tại vì người ta gây tê thần kinh ngoại biên này dưới hướng dẫn của siêu âm, hoặc là dưới hướng dẫn của máy kích thích thần kinh cơ, nhưng mà của mình không có, hoặc là mình không sử dụng, không có máy siêu âm, hoặc là mình không biết sử dụng đó. Do đó cái này chưa chắc đúng đối với chúng ta. Tuy nhiên do anh dịch sách ở ngoài nên tôn trọng. À, rồi đây là cái hình ảnh về cái vị trí phẫu thuật và cái phương pháp vô cảm có thể chúng ta chọn lựa thì phẫu thuật. Thế này cho các bạn tham khảo thôi. Ví dụ như phẫu thuật ở dùng đùi chẳng hạn, thay khớp háng, thì chúng ta có thể là gây tê ngoài màng cứng, hoặc là chúng ta gây tê giữa sống, hoặc là chúng ta phối hợp hai kỹ thuật này lại với nhau, hoặc là người ta phẫu thuật ở vùng ngực chẳng hạn. Ở đây thì người ta có thể gây tê ngoài màng cứng, gây tê khoang liên sườn, gây tê cạnh cột sống gì đó, vân vân. Để này cho các bạn tham khảo. Rồi cái vấn đề tê tại chỗ, tê tại chỗ thì này đơn giản và cũng khá là an toàn. Tuy nhiên nó không phải là phẫu thuật nào cũng tê tại chỗ được. Đó là cái nhược điểm. Còn cái ưu điểm là giảm chi phí và cái nhu cầu chăm sóc cho bệnh nhân tỉnh táo, bệnh nhân giảm đau tuyệt vời. Tuy nhiên mình có thể phối hợp thêm cái tiền mê. Rồi cái chăm sóc gây mê theo dõi thì chúng ta lướt qua. Rồi câu hỏi tiếp theo nữa là chúng ta phải biết kỹ thuật gây mê tối ưu. Nó gồm có những cái đặc tính gì? Phải đảm bảo cho phẫu thuật tốt này, giúp bệnh nhân hồi tỉnh nhanh, ít tác dụng phụ, ít những biến chứng, bệnh nhân hài lòng, đặc biệt là giảm chi phí điều trị. Đó là những cái đặc tính của cái phương pháp, cái kỹ thuật gây mê tối ưu. Còn tiếp theo nữa là câu hỏi tiếp theo nữa là bây giờ bệnh nhân phẫu thuật xong rồi, bây giờ có nên cho bệnh nhân vào cái đơn vị hồi sức hay không, hồi sức sau mổ hay không, hoặc là cho bệnh nhân về về khoa. Thì đây là cái thang điểm để giúp chúng ta trả lời câu hỏi, giải quyết cái trường hợp đó, tức là cái tiêu chuẩn phát chắc sau phẫu thuật trong ngày. Tức là chúng ta phẫu thuật xong thì chúng ta sẽ đánh giá theo cái tiêu chuẩn phát chắc này. Và nếu điểm này nó lớn hơn 12 và nó không có cái chỉ số nào nhỏ hơn 1 thì ok, an toàn, có thể cho bệnh nhân về về khoa, không phải nằm hồi sức sau mổ. Thì chúng ta chịu khó một tí. Ví dụ khi thi người ta có hỏi là cái tiêu chuẩn phát chắc gồm những cái yếu tố nào, thì người ta có thể hỏi là từ cái tình trạng chi giác, từ cái hoạt động sinh lý, hay là tình trạng huyết động, hay là tình trạng hô hấp gì đó, hay là tình trạng về oxy, hay là vấn đề đau, vân vân. Thì ví dụ như người ta hỏi tiêu chuẩn phát chắc không gồm những yếu tố sau đây, sau đó người ta đưa ra bốn năm năm cái đáp án và chúng ta chọn cái sai. Ví dụ như là không gồm những yếu tố sau đây: A là về chi giác, B là về bên hoạt động sinh lý chẳng hạn, C là về huyết động, và D là cái gì đó, vân vân. Thì chúng ta phải biết cách để chọn, chứ chứ không phải hỏi tiếc từng cái này. Ví dụ như là bệnh nhân thức tỉnh thì bao nhiêu điểm, không có. Về cái giảm đau thì nó rồi chúng ta sẽ phối hợp giảm đau đa mô thức, ví dụ bara, ví dụ NSAID, ví dụ như là glucocorticoid, và đặc biệt ketamine liều thấp cũng rất có hiệu quả. Tại chúng ta biết ketamine nó có hiệu quả giảm đau, tuy nhiên cái tác dụng phụ á, cái phiền toái nó gây ra nên người ta cũng ít sử dụng, sử dụng nó hạn chế hơn. Về cái đánh giá giảm đau thì nó có nhiều cái thang điểm để đánh giá. Cái này là để giới thiệu cho các bạn thôi. Thì người ta sẽ không hỏi nữa. Ví dụ thang điểm đau mô tả bằng lời, hay là thang điểm đo, thang điểm nhìn, thang đo tượng hình chẳng hạn, vân vân. Điều trị thì điều trị đau có thể dùng thuốc hoặc là không dùng thuốc. Chúng ta có thể là giải thích, tư vấn, hoặc là thực hiện các biện pháp tâm lý giáo dục cho bệnh nhân, và chăm sóc bệnh nhân chu đáo, thì đó cũng là một cái phương thức điều trị đau. Còn dùng thuốc thì chúng ta có thể sử dụng bara này, NSAID này, thuốc phiện hoặc là thuốc tê, thì nó cũng có hiệu quả giảm đau. Thì đây là cái phác đồ giảm đau của Tổ chức Y tế Thế giới.
Nó chia làm 3 mức độ: đau nhẹ, đau vừa và đau nặng. Và đây là từng cái phương thức giảm đau. Thì cái này để cho các bạn tham khảo thôi. Rồi, câu hỏi tiếp theo nữa là khi nào cho bệnh nhân xuất viện được? À, thì nó có một cái thang điểm bắt. À, cái tiêu chuẩn xuất viện, thang điểm bắt nó gồm những cái thông tin như là sinh hiệu nè, về vận động, về trạng thái tâm thần kinh, về cái mức độ đau, về cái nôn, buồn nôn, về cái chảy máu, về cân bằng xuất nhập. À, thì cũng giống như là cái tiêu chuẩn phát trắc, thì người ta hỏi những cái yếu tố nào sau đây có thể giúp cho chúng ta cho bệnh nhân xuất viện chẳng hạn, tức là cái thang điểm bắt đấy, ví dụ như về cái tiêu chuẩn nhìn, về cái những yếu tố buồn nôn, về đau, về chảy máu phẫu thuật chẳng hạn ha. Và chúng ta sẽ chọn một cái nào đó nó sai, ví dụ như về hô hấp. Ở đây họ có đề cập không? Không à, không có đề cập đến cái vấn đề hô hấp. Rồi, đó là cái tất cả nội dung nó liên quan, mặc dù bài này thì nó bài soạn này thì nó nhiều, nhưng mà các bạn cần nắm những cái chính yếu thôi. Rồi, các bạn có gì thắc mắc không ạ? À, bài của chúng ta là kết thúc. Các bạn có gì thắc mắc thì có thể mở mic lên, hoặc là các bạn có thể nhắn tin ở đây thì anh sẽ giải đáp cho các bạn. Cái bệnh nhân mà sau phẫu thuật mà bệnh nhân đái tháo đường, tại sao lại tăng nguy cơ viêm phổi hít này? Cái đái tháo đường, thì người ta nghiên cứu thấy khi mà bệnh nhân đái tháo đường mãn tính, đặc biệt là đái tháo đường mãn tính, thì nó sẽ có cái rối loạn về tiêu hóa, tức là rối loạn về hấp thu nè, rối loạn về nhu động ruột. Thì ngoài ra nó còn cái nữa là cái nguy cơ tăng tiết, nguy cơ tăng tiết trong trước, trong và sau mổ. Thì lúc đó cái dịch vị á, nó sẽ tăng cái thể tích dịch vị. Cái thứ hai nữa là cái thời gian lưu hành cái dịch vị ở trong dạ dày, nó kéo dài, từ đó nó sẽ tăng cái nguy cơ trào ngược, do đó nó tăng cái nguy cơ viêm phổi hết. Dạ, cảm ơn thầy. Còn gì nữa không các bạn? Có bạn hỏi là phẫu thuật hội chứng ống cổ tay thì dùng gây mê hay là gây tê à? Thì cái hội chứng ống cổ tay nó là do cái tình trạng chèn ép cái bao thần kinh ngay chỗ cổ tay thôi. Thì thật sự rất là nông, và đi lâm sàng các bạn cũng đã thấy tê tại chỗ, thậm chí là tê là do phẫu viên gây tê. Phẫu thuật viên gây tê là đủ để bảo vệ bệnh nhân khỏi cảm giác đau. Thì những trường hợp này chúng ta gây tê tại chỗ, và nếu bệnh nhân lo lắng hay là có nguy cơ thì chúng ta có thể cho tiền mê, ví dụ nguy cơ viêm phổi hít, nguy cơ buồn nôn, nôn ói, hoặc người ta lo lắng gì đó vân vân. Thì chúng ta tê tại chỗ cộng với tiền mê là được. Và có một điều các bạn lưu ý, cái phương thức thực hành gây mê sức thực hành lâm sàng của Việt Nam nó khác với các nước Âu Châu. Và các bạn thấy của đặc biệt của Pháp, mặc dù là họ cũng gây tê, ví dụ gây tê tại chỗ, hoặc là những trường hợp mà mổ ở cánh tay hoặc bàn tay, tức là tê đóng gói thần kinh cánh tay, họ vẫn gây mê và sau đó họ gây tê để giảm đau, tức là giảm đau sau mổ thôi, nhưng mà họ không bao giờ để cho bệnh nhân tỉnh trong thời gian phẫu thuật. Và cái lý do họ đưa ra bây giờ, họ sợ bệnh nhân thức tỉnh, người ta nghe tiếng mà thao tác của phẫu viên người ta sợ. Cái thứ hai nữa, họ nghiên cứu thấy những người mà bị ung thư, nó có hai nhóm bệnh nhân, một nhóm là hai nhóm đều phẫu thuật của chi trên và được gây tê, và họ thấy rằng ở nhóm mà gây mê và gây tê thì cái tỷ lệ sống còn của bệnh nhân nó sẽ kéo dài hơn. Nguyên nhân này họ không biết, nhưng mà họ nghiên cứu họ thấy vậy. Do đó trong thực hành lâm sàng các bạn thấy sau này nếu có cơ hội hợp tác với họ, đặc biệt là Pháp, thì họ gây tê xong họ vẫn gây mê, hoặc là họ gây mê trước rồi họ gây tê sau. Hay nói tóm lại họ sẽ phối hợp. Các bạn có gì thắc mắc nữa không ạ?